Chúng ta ngày hôm nay tiếp tục cái phần ôn tập tiếp theo. Thật ra thì có ấn tượng ôn tập của cho các vị đó thì cũng lấy cái kinh nghiệm từ các cái ngày lớn, và tuy vậy đó thì bản thân của mỗi người học đó, nhất là học phi pháp đó, thì chúng ta có mỗi người có cách hệ thống hóa riêng, làm sao cho mình có thể mình dễ dàng mình học. Thì trong cách của ngày hòa thượng Tịnh Sử thì bất luận cái điều pháp nào, đầu tiên đó thì chúng ta được học cái khái quát cái phần tổng thể trước, rồi sau đó thì chúng ta đi vào cái phần chi tiết. Bởi vì trong trường hợp mà nếu mà cái phần chi tiết mình có quên á, thì chúng ta cũng có thể nắm cái phần tổng quát. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là làm sao mình có thể mình nhớ được 40 cái đề mục thiền định. Thì trong trường hợp mà mình không có thể nhớ được 40 đề mục thiền định á, thì chúng ta nhớ những cái đề mục tổng quát, chẳng hạn giống như là chúng ta nhớ đến 10 cái đề mục ca si ná, rồi 10 đề mục anusati, 10 đề mục hằng niệm, rồi 10 đề mục asupa, là 10 đề mục bất mỹ. Thì khi mà chúng ta nhớ những cái mục chính như vậy thì chúng ta đã có được 30 đề mục. Tất nhiên có thể rằng là trong chúng ta không có nhớ từng cái đề mục ca si ná, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là có 10 cái đề mục ca si ná như vậy, thì đó là cũng là cái phần giúp cho trí nhớ. Rồi cái cách thứ hai đó là chúng ta cố gắng là chúng ta thuộc lòng một cách ngắn gọn nhất mỗi cái chi pháp. Ví dụ giống như là chúng ta có tứ niệm xứ, thì chúng ta để nhớ cái chi pháp tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ học bốn chữ thôi, tức là thân thọ tâm pháp. Chúng ta có bốn chữ đó để chúng ta nhớ tứ niệm xứ. Tương tự như vậy, tứ chánh cần là thận trừ tu bảo, hay là ngũ căn ngũ lực tính tấn niệm định tuệ, thì đó là những cái cách mà giúp cho trí nhớ. Thì khi mà tôi ôn tập các vị đó thì tôi cũng cố gắng này để chia sẻ hai cái cách này để cho các vị có thể nhớ bài. Ngoài ra đó thì trong cái nhìn trong cái nhìn đại thể về ví dụ pháp đó, thì chúng ta có thể chúng ta phân ra từng cái chương mục hay phẩm loại vân vân, vậy chúng ta có thể nhớ. Thì trước hết như thế này là chúng ta biết rằng là tất cả những cái gì mà là cái đối tượng cho cái tâm thức chúng ta nhận biết, thì tất cả những cái đó đều gọi là pháp. Như vậy khi mà chúng ta có cái khái niệm pháp là chỉ cho tất cả mọi thứ gì mà tư tưởng của một chúng sinh, cho nên đây rộng hơn là một con người, là chúng ta nhận biết được hết đó, thì tất cả đó đều được gọi là pháp. Và từ đó đó nó có những cái phân chia, chẳng hạn giống như là cái pháp chế định hay là cái pháp chân đế, tức là những cái pháp mà nó có cái bản chất thật, và những cái pháp nó được gọi theo cái quy ước. Rồi trong cái pháp chân đế đó chúng ta có cái hữu vi là vô vi vân vân. Đó là những cái cách mở đầu mà để giúp cho chúng ta giữ được chúng ta có một cái hệ thống hóa sau này. Và như trong cái bài học vừa rồi chúng ta học đó, thì do vì Đức Phật này có nhiều cái cách để mà ngày làm sao này có thể trình bày giáo lý cho chúng sanh ở trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Do vậy Đức Phật này có nhiều cái cách phân loại để trong cái phân loại đó thì tùy theo cái
cái hoàn cảnh, tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái khía cạnh nào đó mà Đức Phật này ngày có cái cách phân loại để ngày trình bày. Thì vừa rồi chúng ta có học về cái cách phân loại là hầm tận yếu hiệp, tức là tất cả các cái pháp đó có thể được phân chia thành uẩn, xứ, giới và đế. Và bốn cái sự phân loại này đó là bốn cách phân loại rất là căn bản mà bất cứ vị học viên nào học vi diệu pháp đó là chúng ta phải quen thuộc với cách phân loại này. Và tôi nghĩ rằng là việc này thì nó cũng không khó. Tuần rồi đó thì tôi thấy các vị học viên hầu hết đó thì chúng ta đều có thể phân loại được, chỉ có một bài bị hay lộn thôi chứ không phải là không hiểu. Thì trong cái hàm tận yếu hiệp đó thì chúng ta nhớ bốn chữ là uẩn, xứ, giới và đế. Ngày hôm nay thì chúng ta học tới một cái chúng ta phải nhớ đến một cái phải nắm được một cái khía cạnh khác quan trọng, đó là khi mà chúng ta nói đến các cái pháp nói chung thì trong đó có hai phần chính, đó là nội phần và ngoại phần. Nội phần á, tức là chỉ cái gì được về nội thân của chúng ta, bản thân của mỗi người, tức là cái tâm thân tâm của mình. Rồi ngoại phần tức là cái đối tượng, những cái gì bên ngoài. Thì khi này nó có một cái, đó là nó có một cái mối tương quan giữa cái nội phần và ngoại phần. Và cái mối tương quan đó đó được gọi được xếp thông thường đó thì trong các cái những cái chương trình học ví dụ pháp đó được xếp vào phần gọi là cái tập phần yếu hiệp. Tập phần yếu hiệp tức là trong những cái phần khái quát gồm gồm thâu của chia pháp của cái biểu đồ ví dụ pháp đó đó, thì chúng ta có cái phần gọi là cái tập phần yếu hiệp, là một cái sự phân loại mà ngoài ra những cái phần chính. Chẳng hạn giống như là chúng ta có cái phân loại về các cái pháp thiện, về các cái pháp bất thiện, về các cái pháp dẫn đến giác ngộ, thì cái tập phần yếu hiệp là cái sự phân loại ngoài ra đó. Nhưng mà cái tập phần yếu hiệp này là đối với tôi đó thì đây là một cái phần rất là căn bản và quan trọng, là bởi vì để cho chúng ta dễ nắm được cái sự tương quan giữa các cái nội cảnh và cái nội phần và ngoại phần. Vậy thì cái tập phần yếu hiệp này đó là chúng ta nắm về cái sự tương quan giữa nội phần và ngoại phần, hay nói cách khác tức là nội thân của chúng ta với cái thế giới xung quanh. Thì ở đây chúng ta nhớ thêm bốn chữ nữa. Tuần trước thì chúng ta nhớ bốn chữ ở trong hàm tận yếu hiệp là uẩn, xứ, giới và đế. Ngày hôm nay trong tập phần yếu hiệp này đó thì chúng ta nhớ thêm bốn chữ đó, tức là vật môn cảnh sự. Các vị tự ghi được mà, vật môn cảnh sự, chúng ta nhớ bốn chữ này. Bởi vì tất cả các cái pháp này thì nó không có tồn tại đơn lẻ, mà nó sẽ tồn tại ở trong một cái tập hợp nào đó. Nó ví dụ giống như là thân của chúng ta thì nó cũng có nhiều cái bộ phận, chúng ta nói những cái bộ phận chính là ngũ tạng vân vân, nhưng mà ngoài ra đó thì nếu mà chúng ta phân tích chi ly thì trong cái thân thể của chúng ta còn biết bao nhiêu là hàng triệu cái tế bào trong đó, nó tập hợp nên cái thân của mình. Và tất cả những cái gì mà chúng ta có thể quan sát được đó, thì nó đều là những cái tập hợp. Và đã là một cái trong một cái tập hợp như vậy đó thì nó có những cái sự nương dựa lẫn nhau, để cái này hỗ trợ cái kia và cái kia hỗ trợ cái nọ. Thì cũng vậy,
để gọi là một chúng sinh. Nếu đây là một chúng sinh ở cái cõi ngũ uẩn gồm có thân tâm á, thì giữa thân và tâm á, nó có một cái sự tương quan lẫn nhau. Rồi thân tâm của chúng ta đó hướng ra ngoại cảnh ở bên ngoài đó, thì nó có những cái sự tương quan, và những cái sự tương quan này thì chúng ta tóm tắt ở trong bốn chữ là vật môn cảnh sự. Thì cái phần này thì các vị cũng học rồi, chúng ta chỉ nhắc sơ qua thôi. Vật tức là cái chỗ nương trú cho tâm. Nếu là đối với một chúng sinh ở cái cõi dục giới và cõi sắc giới, trừ cái cõi vô tưởng không có tâm á, thì tất cả những cái chúng sinh này, tâm của chúng ta đó là luôn luôn nó phải có cái chỗ nương gá. Nó giống như là một cái chiếc xe hay là tất cả những cái phương tiện nào mà vận chuyển trên đường bộ á, thì tất cả nó đều phải dựa trên cái mặt đường hết. Thì cũng vậy, cái tâm của chúng ta đó thì nó luôn luôn nó phải có cái chỗ mà nó nương gá, chứ nó không có cái chỗ nương đó, thì nó không có tồn tại được. Không có cái chuyện mà chúng ta vẫn thường nghe nói rằng là có những người họ xuất hồn. Xuất hồn là một cái khái niệm là cái tâm của mình nó ra khỏi cái thân xác này. Nhưng mà một người học phi pháp đó thì chúng ta biết rằng là không có một cái hiện tượng xuất hồn, bởi vì cái hồn hay là cái tâm của mình nó phải có cái chỗ nương gá. Do vậy đó là tâm á, nó luôn luôn là nương trên thân. Bởi vậy mà khi nào mà cái thân của chúng ta mà bị tổn thương một cái gì đó, mà một cái nơi quan trọng quyết định cho cái chỗ nương gác của tâm, thì khi đó tâm nó sẽ không còn. Ví dụ giống như là cái nhãn thức nó phải có mắt để nó nương gác. Nếu không có mắt á, thì cái tâm nhãn thức nó không có cái chỗ nương. Tương tự như vậy đối với các cái tâm khác, nhĩ tỷ thiệt thân, các cái tâm còn lại đó thì nó nương một nơi gọi là cái hay bây giờ quá thú mà chúng ta gọi là cái sắc ý vật. Sắc ý vật ở trong phi diệu pháp tức là một cái thành phần sắc pháp nào đó, mà cái thành phần sắc pháp đó là nơi mà cái tâm nương gan. Có những vị luận sư đề nghị rằng đó là một cái thành số thành phần ở trái tim, hay một số thì có thể nghĩ rằng là có thể trên não. Nhưng mà chúng ta chỉ biết chung chung rằng là đó là một cái thành phần sắc pháp, mà chúng ta tạm gọi là những cái tế bào sắc pháp đó, đó nó là cái chỗ nương gá cho tâm. Và khi nào mà cái thân của chúng ta đó không còn đủ điều kiện để cho cái tâm nương gá đó, đó thì khi đó cái tâm nó chúng sinh nó phải mệnh chung. Còn mà đối với những cái tâm mà nó không có quyết định cái vai trò của cái mạng cái sinh mệnh, như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì những cái sắc pháp này khi mà nó không còn cái chỗ nương gá được, thì chúng ta sẽ mất đi các cái nhận thức đó. Như mắt nó hư thì không có nhãn thức, tai hư thì không có nhĩ thức, tương tự vân vân. Tương tự các cái tâm thuộc về ngũ song thức còn lại. Như vậy đó thì khi mà chúng ta thấy cái sự tương quan giữa thân và tâm, thì chúng ta phải hiểu rằng thân á, là cái nói đến cái vật á, là cái chỗ cho tâm nương. Và ở đây chúng ta có cái sáu cái giác quan, cho nên chúng ta phải biết rằng cái sáu cái giác quan này nó có cái sáu cái nơi nương trú, được gọi là cái sáu vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Rồi một cái tương quan thứ hai nữa đó, đó là thân tâm của chúng ta đó là được nhìn ra ngoài, tiếp nhận ngoại cảnh. Thì để mà tiếp nhận ngoại cảnh như vậy đó, thì trong cái thân của chúng ta đó, nó phải có những cái nơi
mà nói một cách hình ảnh, nó giống như là một cái cửa ngõ mà từ đó đó cảnh từ bên ngoài nó đi vào trong cái tâm trí của mình, hay từ trong cái tâm tưởng của chúng ta đó mà chúng ta nhìn ra bên ngoài, giống như chúng ta ngồi trong nhà nhờ có những cái ô cửa mà chúng ta có thể nhìn thấy cái cảnh tượng bên ngoài. Thì cũng vậy, thân của tâm của chúng ta nó nhờ những cái cửa ngõ đó mà nó mới có thể bắt cảnh được bên ngoài. Thì ở đây chúng ta có cái sáu bậc, thì đồng thời chúng ta cũng có cái sáu môn, tức là cái tâm pháp này á, chúng ta có thể nói khái quát thì gồm có sáu, gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức và ý thức. Thì sáu cái thức này đó nó có chỗ, sáu cái chỗ nương gọi là sáu bậc, và có cái sáu cái cửa mà để từ đó nó nhận biết được cái cảnh hay là cái đối tượng. Thì cái chữ Pali gọi là chữ Dwara, hay còn gọi, hay là chúng ta gọi theo cái từ Hán Việt là môn. Như vậy thì ngoài sáu bậc ra đó, thì cái sự tương quan giữa nội phần đối với ngoại phần đó, thì chúng ta có cái sáu môn. Về cái chi pháp đó, thì chúng ta lưu ý như thế này. Cái nhãn bậc á, tức là cái thần kinh nhãn, thì cái gọi là cái nhãn ngôn á, thì cũng chính là cái thần kinh nhãn. Cho nên về cái chi pháp á, thì nó giống nhau, nhưng mà về ý nghĩa đó, thì một cái môn á, là chỉ cho cái nơi mà cái tâm nương trú, xin lỗi, là chỉ cho cái nơi mà cái tâm nương trú, còn cái môn á, là chỉ cho cái nơi mà tâm nương vào đó để sinh ra. Nó giống như là cũng là cùng cái nhà, cũng cùng cái căn phòng trong nhà đó, mà khi mà chúng ta nói rằng là đó là một cái chỗ, có khi chúng ta nói rằng đó là cái nơi làm việc, mà có khi chúng ta nói rằng đó là cái nơi mà chúng ta dùng để che nắng che mưa. Thì trong cái về cái chi pháp đó, thì cái nhãn môn và cái nhãn vật đó nó cùng chi pháp, nhưng mà cái ý nghĩa khía cạnh thì khác nhau. Ở đây chỉ xin lưu ý nó là về cái thứ sáu, là cái ý môn và ý vật đó nó không có giống nhau. Cái ý môn á, là chỉ cho các cái tâm hữu phần, còn cái ý vật như chúng ta vừa nói khi nãy đó là chỉ cho cái ý vật, chỉ cho cái sắc pháp mà cái tâm nương gá. Thì đối với chúng sinh ở cái cõi vô sắc á, là do vì không có sắc cho nên không có sáu bậc mà chỉ có sáu môn thôi. Và ở đây chúng ta tạm ví dụ rằng nó giống như là khi mà chúng ta nói đến cái chiếc xe đạp á, cái chiếc xe đạp là khi mà chúng ta dừng á, thì bắt buộc á, thì chiếc xe đạp á, nó phải dựa vào đâu đâu đó, về cái chân trống hay là một cái bức vách hay là một cái vật nào đó nó mới dựa được. Nhưng mà bởi vì nếu nó không có dựa thì nó cái xe đạp nó sẽ ngã. Nhưng mà khi mà nó chạy, nó nhờ cái sức đẩy, nhờ cái sức đẩy, nhờ cái sức cân bằng mà cái xe đạp nó không có ngã được. Thì trường hợp này chúng ta hiểu đối với những cái chúng sinh vô sắc ấy, thì do vì ở đây nó ở một cái mức độ vi tế, cho nên cái tâm vi tế đó nó không cần phải nương gá vào vật, mà nó vẫn có thể nó vẫn có thể nó sinh được. Thì ở đây là trường hợp mà chúng ta tạm hiểu là giống như là khi mà chiếc xe đạp mà nó bắt đầu nó chạy rồi rồi đó, thì khi nó không cần phải có cái chân trống, không cần phải chỗ dựa, mà cái xe đạp nó vẫn có thể đứng được. Chúng ta tạm hiểu như vậy. Thì như vậy thì cái mối quan hệ thứ hai giữa tâm và cảnh đó, thì có cái chữ thứ hai mà chúng ta phải nhớ, nó là cái môn. Như vậy chúng ta có hai chữ, đó là vật và môn. Và từ cái vật và môn này á, thì chúng ta có cái sáu cái đối tượng. Chúng ta tạm hiểu cái môn nó giống như là cái cửa ở trong nhà, có sáu cái cửa, nhờ sáu cái cửa đó mà chúng ta nhìn ra bên ngoài.
Còn cái do vì sáu cái cửa cho nên chúng ta cũng có sáu cái cạnh. Đối tượng cho mắt thì chúng ta gọi là sắc, đối tượng cho tai thì chúng ta gọi là thinh, sắc thinh khí vị xúc. Còn những cái đối tượng mà thuần túy về cái tâm pháp, tức là chúng ta nhận thức cái đối tượng nào đó mà không thông qua năm cái giác quan vật chất, thì những cái đối tượng đó ví dụ pháp gọi là cảnh pháp. Như vậy chúng ta có cái sáu thức, nương nơi sáu vật, nhìn ra sáu môn và biết sáu cảnh. Và cái sáu cảnh này á, được gọi theo, được phân loại, chúng ta thấy trong sách có đôi khi kể thành 21 cảnh. Và ở đây chúng ta lưu ý về cái 21 cảnh. Thật ra đó, đây là cái cách gọi tên 21, thành ra 21, 21 cách gọi, chứ không phải cảnh được chia làm 21. Cho nên các vị lưu ý cái này, tức là cách gọi tên nó thì chúng ta có 21 cách gọi chứ không phải là 21 cảnh. Bởi vì sao? Là bởi vì tùy theo cái để dễ trình bày cho nên các ngài có những cái cách phân chia từ cái sáu cảnh đó ra. Chẳng hạn giống như là cái tâm khai ngũ môn, cái tâm này á, biết cả năm cảnh, tức là biết được cái cảnh sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà nếu mà mỗi lần mà chúng ta nói cái tâm khai ý môn mà chúng ta kể là biết năm cái cảnh này á, thì nó dài. Cho nên năm cảnh này á, chúng ta có một cách gọi tên khác, đó là cái cảnh ngũ. Do vậy chúng ta nói rằng là cái tâm mà biết cảnh ngũ, tức là cái tâm mà biết cả năm cái sắc, cái cảnh, năm cái cảnh này. Như vậy thì khi mà nói đến cái cảnh đó, thì ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ có sáu cái cảnh chính thôi. Nhưng mà do vì để dễ trình bày cho nên chúng ta có nhiều, có 21 cách gọi, có 21 cách gọi cảnh. Do vậy cái nhớ phần chính cái cảnh ấy, là các vị nhớ là cái sáu cảnh. Còn ví dụ như là gọi là cái cảnh ngũ thì chẳng qua nó là năm cái cảnh kia mà chúng ta cộng lại chúng ta có một cái tên. Rồi chẳng hạn giống như là chúng ta nói là cái cảnh sắc thinh khí vị xúc, mà đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta không nói như vậy, chúng ta gọi đó là cảnh sắc pháp, hay là cái cảnh pháp, nhưng mà cái cảnh pháp đó nó thuộc về cái cảnh tâm pháp chẳng hạn. Thì chúng ta có nhiều cái cách gọi cho nên thành ra 21 cảnh, như là cái cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai. Chẳng qua là những cái cảnh nào mà nó đã diệt thì chúng ta gọi là quá khứ, đang hiện có thì chúng ta gọi là hiện tại, mà chưa sinh chúng ta gọi là vị lai vậy thôi. Nhưng mà cái chính thì chúng ta nhớ đây là có cái sáu cái cảnh như vậy. Như vậy thì sáu thức của chúng ta đó có cái chỗ nương trú á, được cái chỗ nương đó được gọi là sáu vật. Và chúng ta có sáu cái cửa ngõ để nhìn nhận qua đó, để cái tâm nó nương sinh. Một cái là nương trú, còn cái môn gọi là nương sinh, nó nương vào đó để nó nhìn ra cái cảnh bên ngoài, chúng ta gọi là sáu môn. Và sáu môn đó nó có sáu cái đối tượng thì chúng ta gọi là sáu cảnh. Và sáu cảnh này do nhiều cái phương diện diễn đạt khác nhau cho nên được có 21 cái cách gọi tên, chứ không phải là 21 cảnh. Rồi cái phần một cái sự tương quan nữa đó, mà cái việc này cô các vị cố gắng nhớ, mỗi người có một cái cách để nhớ, đó là cái sự. Chúng ta đã nói đến ba chữ rồi: vật, môn, cảnh. Và bây giờ cái chữ thứ tư đó là sự. Sự tức là cái việc làm hay là cái chức năng của tâm. Bởi vì mỗi tâm á, là nó chỉ có một, có những tâm nó chỉ có một việc làm, có những tâm á, thì nó có nhiều hơn một việc, vân vân. Và nói tóm lại đó là
trong tâm nó có đối cái tâm nó chỉ dù trong suốt cái dòng sinh tử luân hồi, cái tâm của chúng ta nó chỉ có làm có 14 việc thôi. Mà 14 việc này á, thì chúng ta cũng cũng vậy nhớ chứ không phải là có. Đầu tiên á, là để mà nói đến cái việc làm của tâm, hay là chúng ta nói gọn một chữ như ngày tịnh sự để giúp trí nhớ, gọi là sự á. Thì chúng ta ba cái việc đầu tiên, là ba cái công việc đầu tiên của tâm mà chúng ta nhớ, đó là tục sinh hồi kiếp và tử. Ba việc làm đầu tiên: tục sinh hồi kiếp và tử. Tục sinh á, tức là cái tâm khởi đầu của kiếp sống. Còn hậu kiếp á, là cái tâm duy trì cái sự liên tục của tâm thức trong cái thời bình nhật, cụ thể là bắt đầu từ cái sát na thứ hai sau cái tâm tục sinh cho đến cái sát na kế cái tâm tử. Còn cái tâm tử á, là cái tâm cuối cùng của đời sống. Và một điều chúng ta phải nhớ rằng là đối với một chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm nào thì cái hậu kiếp đó cũng cùng cái loại tâm đó, và tử thì cũng cùng loại cái tâm đó. Lấy ví dụ giống như là một người tục sinh bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì trong suốt cái khoảng thời gian, trong cái thời gian bình nhật, gọi là cái thời gian mà không có cái tâm khách quan, cái tâm hữu phần mà chúng ta đã học trong lộ trình tâm á, thì khi đó nó vẫn là cái tâm giống như là cái tâm tục sinh, tức là cái tâm đại quả hợp trí vô trợ. Rồi cái tâm tử của chúng ta cũng cùng loại tâm đó. Và từ đây chúng ta phải hiểu rằng là tại sao một người mà tục sinh bằng cái tâm hợp trí đó thì người đó có cái trí tuệ hơn là những người tục sinh bằng cái tâm ly trí. Nó có nhiều lý do, mà trong đó nó có một cái lý do là do vì cái tâm hữu phần á, là cái tâm mà nó giữ cái sự tiếp nối liên tục trong cái đời sống của chúng ta đó, thì cái tâm này á, nó có làm cái nền tảng cận kề cho cái dòng tâm thức, cái tâm khách quan. Và nếu cái tâm đó cũng đã vốn là cái tâm hợp trí rồi, cho nên với cái nền tảng đó nó dễ dàng có cái tâm hợp trí sanh. Đó cũng là một lý do trong nhiều cái lý do. Như vậy thì ba cái việc đầu tiên của cái công việc của tâm á, tức là cái tâm làm cái việc tục sinh, tức là khởi đầu kiếp sống như một chúng sinh và duy trì cái đời sống đó, chúng ta gọi là hậu kiếp. Chúng ta tạm hiểu như là cái hậu kiếp, đây là cái dịch theo nghĩa thôi chứ không phải dịch theo chữ. Nghiệp hộ kiếp tức là giữ gìn cái sinh mệnh, cái đời sống, và cuối cùng là làm cái việc chấm dứt cái đời sống. Như vậy là ba cái việc đầu tiên ta có tục sinh, hộ kiếp và tử. Rồi các cái việc còn lại thì chúng ta cũng dễ nhớ, đó là vì năm giác quan của chúng ta nó mỗi giác quan nó là một cái việc khác nhau. Mắt có thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Do vậy chúng ta có những cái công việc là cái việc thấy, việc nghe, việc ngửi, việc xúc chạm. Như vậy là chúng ta từ từ tám sự á, mà từ từ mười trong 14 sự á, thì chúng ta dễ dàng nhớ tám sự đúng không? Tám việc làm đầu tiên thì chúng ta nhóm cái nhóm đầu tiên, tức là tục sinh, hồi kiếp và tử, là đó là ba việc. Rồi kế đến thì chúng ta có phải cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm là năm việc nữa, thì chúng ta có là tất cả là tám. Rồi ở đây nếu mà vị nào mà chúng ta nhớ được cái lộ trình tâm, lộ ngũ môn á, mà cái lộ đầy đủ nhất, tức là cái cảnh rất là rõ,
có cái tận cùng mình na cảnh đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ cái các cái công việc còn lại của tâm. Các công việc còn lại của tâm gồm có là tiếp thu, quan sát, đoán định, khai môn, động lực và na cảnh. Bởi vì đầu tiên đó là khi mà cái tâm của chúng ta nó là bị cái cảnh đó, bên ngoài tác động đó, thì trước hết là nó phải có một cái tâm ở trong một cái vai trò như là một cái màn trập ở trong cái máy ảnh, tức là khai mở cái dòng tâm thức. Chúng ta có cái tâm khai ngũ khai khai môn, nếu lại lộ ngũ môn thì đây là cái tâm khai ngũ môn, và từ đó là tiếp thu, quan sát, đoán định. Thì cứ mỗi cái đó là những cái công việc của tâm. Cái tiếp thu thì có cái tâm làm việc tiếp thu, quan sát thì các tâm làm việc, tâm quan sát rồi đoán định. Rồi ở đây có hai cái công việc của cái tâm còn lại đó, đó là động lực và na cảnh. Thì ở đây chúng ta chỉ ôm lại thôi, nhưng mà cũng nhắc lại cho các vị nào mà chúng ta chưa có nắm rõ. Bởi vì cái thứ nhất đây là về trên phương diện cái từ ngữ, thì cái động lực chúng ta cũng khó hiểu và cái na cảnh cái từ chúng ta cũng khó hiểu, đúng không? Thì chúng ta tạm hiểu cái tâm động lực là cái tâm mà nó hưởng dụng cảnh. Những cái tâm kia đó là cái tâm làm việc thôi, còn cái tâm mà hưởng dụng cái cảnh đó đó là chính gọi là cái tâm động lực. Và cái vai trò của động lực đối với cái trong cái dòng tâm thức á, là cũng có một cái vai trò quan trọng, là cũng chính cái tâm động lực này mà nó có khả năng tạo ra cái quả ở trong tương lai. Còn các cái tâm khác đó chỉ là làm theo cái phận sự. Như vậy đó, thì trong các cái phận sự của tâm đó, thì chúng ta lưu ý đó là cái phận sự gọi là cái động lực. Động lực về theo nghĩa đó, tức là cái tâm mà chúng ta cái nó là một mang một cái vai trò chính chính trên phương diện tạo quả, cũng như là cái vai trò chính để quyết định cảnh, hay còn gọi là hưởng dụng cái cảnh đó. Còn cái chữ na cảnh á, cái chữ na cảnh đây là cái chữ dịch từ cái chữ ta đa lâm bánh á. Và cái chữ ta đa lâm bánh á, chữ ta đa này á, nó vốn là từ cái chữ tăng, mà chữ tăng cùng chữ tá là đó ấy. Và ta đa lâm bánh á có nghĩa là cái tâm mà hưởng dụng lại cái cảnh đó của động lực, hay nói cách khác đó, là cái tâm động lực đó, là nhận biết cảnh gì, thì cái tâm na cảnh là cái tâm hưởng cái phần còn lại đó của động lực. Cho nên cái tâm na cảnh cái ngày xưa, ngày tịnh sự, ngày sách ngày tịnh sự bị nào đọc á, chúng ta sẽ thấy có một cái cách dịch khác, đó dịch theo nghĩa tức là thập di. Thập á tức là gom lại, giống như chúng ta có chữ thu thập, còn di có nghĩa là dư, cái phần còn sót lại. Giống như chúng ta nhìn đấy, ở trong cái giống như là một người đã mất rồi, chúng ta có cái di ảnh, tức là cái bức ảnh còn còn để lại, hay là di vật là cái bức những cái kỷ vật còn để lại đó. Chữ di đó có nghĩa là cái phần dư. Thì thập di tức là những cái tâm thập di, hay là na cảnh tức là một cái vai trò của tâm mà nó hưởng cái cảnh còn dư sót lại của cái tâm động lực. Thì trở lại đây là 10 14 cái 14 cái việc làm của tâm mà khi mà chúng ta học á, thì chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ được cái phần nào hay phần đó. Còn nếu mà không nhớ được thì chúng ta phải nhớ rằng là giữa giữa cái nội phần, tức là cái thân tâm chúng ta đối với cái ngoại cảnh bên ngoài, thì nó có bốn cái mối tương quan đó, bốn cái mối tương quan mà chúng ta cố gắng nhớ trong bốn chữ, tức là vật môn cảnh sự. Thì nếu mà các vị có quên rằng là trong 14 sự là phận sự nào, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng
là cái mỗi tâm nó có một cái việc làm, nó có một cái phận sự. Và đây là cũng là cái cách mà bản thân tôi cũng gần như là từ khi được học cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng vẫn quen là học cái diệu pháp hay học Phật pháp nói chung, là tìm cách học cái khái quát trước, còn cái chi tiết ấy, thì chúng ta nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Tôi nhớ có lần tôi có nói đến các vị rằng là một lần tôi đi taxi á, thì những khi ngồi nói chuyện, ngồi ngồi cũng nói chuyện này chuyện kia đó, thì tôi hỏi anh tài xế đó là có nhớ hết đường thành phố không, thì anh nói rằng là anh chạy thì anh cũng nhớ cũng nhiều nhưng mà không thể nhớ hết, nhưng mà anh sẽ nhớ những cái đường chính, rồi tùy theo cái như mình muốn đi đến một cái đường nhỏ nào đó thì anh nhớ khu vực đó, chẳng hạn giống như là một cái đường đó mà chúng ta hoàn toàn không nhớ nhưng mà chúng ta nắm cái khái quát trước, là tức là cái đường đó nó ở quận nào, rồi nếu mà chúng ta khá hơn nữa thì chúng ta nhớ là nó ở cái phường nào, thì chúng ta càng lúc là chúng ta thu hẹp dần đó, thì chúng ta đỡ có tìm tòi hơn. Thì khi chúng bản thân tôi học cái diệu pháp cũng vậy, là chúng ta tôi nhớ cái phần lớn trước, còn cái phần chi tiết đó, thì chúng ta nhớ được cái phần nào đó, thì hay phần đó. Vậy thì nếu mà 21 cách gọi 21 cảnh chúng ta không nhớ thì chúng ta còn nhớ là 6 cảnh. Và trong 6 cảnh đó chúng ta phải hiểu rằng cảnh ở đây thật ra chỉ có thể gọi một thôi, tức là đối tượng của tâm. Cái gì mà tâm biết á, thì cái đó được gọi là cảnh. Cái gì mà tâm làm á, thì được cái đó gọi là sự. Cái gì mà tâm nương trú á, thì cái đó được gọi là vật. Cái gì mà cái tâm nương sinh á, hay nói một cách khác, cái gì mà tâm từ đó nó nhận biết cái cảnh bên ngoài được á, thì gọi là môn. Như vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta nhớ bốn chữ thôi, tức là bậc ngôn cảnh sự. Thật ra theo trong một cái trong nhiều cái cách trong nhiều cái giáo trình á, thì có kể thêm hai phần nữa, tức là về phần nhân về phần thọ. Nhưng mà cái phần nhân phần thọ này á, sở dĩ mà được kể vào là do vì được xếp theo cái phần gọi là cái phần tập lục, còn cái tương quan giữa cái nội phần và ngoại phần thì bốn cái phần mà tôi vừa nói các vị đó là cái phần mà chúng ta phải nhớ là bậc môn cảnh sự. Thì bốn cái phần này thì cũng là cái phần mà gợi ý để các vị học các cái phần tiếp theo. Thì như vậy đó, thì tôi cũng chia sẻ các vị là chúng ta có nhiều cái cách mà để chúng ta giúp trí nhớ vi diệu pháp. Bài học trước thì chúng ta nhớ bốn chữ, tức là uẩn xứ giới đế. Ngày hôm nay chúng ta nhớ bốn chữ nữa, tức là bậc môn cảnh sự. Như vậy tôi mong rằng là các cũng theo cái cách này thì các cái phần còn lại đó, thì các vị nào cố gắng có cách nào đó mà chúng ta có thể dễ nhớ được đó, thì chúng ta mỗi người có tự tìm cái cách riêng. Ở đây chúng tôi chỉ là gợi ý. Thì khi mà tôi hướng dẫn các vị đó, nó có những khi mà tôi nghĩ nó bị gián đoạn, và cái việc gián đoạn này nó cũng không có mất đi cái sự liên tục ở trong lớp học. Tuy vậy có đôi khi nó có những cái vấn đề ngoài ý muốn, thì do vì một phần thì mà chúng ta cũng sắp đến những ngày cuối năm, và tôi nghĩ bản thân của chúng tôi đó thì cũng không có việc gì, vậy thì chư tăng ở trong chùa cũng không có phải trộn động với các việc ở bên ngoài. Nhưng mà riêng tôi nói với mấy các vị học viên đó, thì tôi nghĩ phần lớn thì chúng ta cũng bận nhiều việc, và thật sự bản thân của tôi đó thì có một chút về cái vấn đề sức khỏe, nó không có nghiêm trọng nhưng mà đôi khi nó làm tôi khó chịu. Thì tạm thời tôi sẽ nghỉ cái cả hai cái lớp duyên buổi sáng ở chùa Phật Pháp và cái lớp ôn tập này vài tuần qua Tết. Thì thứ nhất là trong những ngày cuối năm có lẽ các vị Phật tử cũng bận rộn, và bản thân tôi thì tôi cũng
để xem nó như để xem về sức khỏe của tôi đó. Thì ở trong cái phần cái lớp học về phần duyên á, là vị nào có tham dự đó thì tôi sẽ hướng dẫn thêm, tôi sẽ lớp học sẽ học thêm một tuần nữa, và một tuần này cũng không có học cái bài mới, mà do vì tôi muốn để xem cho các vị Phật, các vị học viên chúng ta có nắm được hay cái phần duyên mà đã học hay không, và các vị có cái thắc mắc nào trong cái khả năng của tôi cũng chia sẻ được các vị đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày. Như vậy thì lớp học ngày hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ cho đến qua rằm tháng giêng. Rồi cái lớp phần duyên á, thì chúng ta chỉ còn học thêm có một tuần nữa thôi. Thì tôi cũng hứa các vị rằng là nếu mà các vị học thì tôi cũng vẫn cố gắng tiếp tục để chia sẻ các vị, bởi vì trong cái phần cơ bản hôm trước tôi có hướng dẫn các vị đó, thì thật ra có những cái điều mà tôi cũng chưa có hướng dẫn. Thì ở đây hẳn nhiên là các vị không có học với tôi thì cũng có học những cái cách khác là học rồi. Tuy vậy, do vì trong lúc mà hướng dẫn các vị đó là có những cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là một số vị chưa có học, do vậy là trong khi vừa ôm mà tôi cũng vừa nhắc lại những cái phần mà tôi nghĩ là những vị học viên mới bắt đầu thì chúng ta không có, chưa có học thì chúng ta học. Vậy thì trong cái phần kế sau đó thì có những phần tôi sẽ học hướng dẫn ở đây, trong đó vì cũng một số lời yêu cầu của một số vị học viên ở xa, ở tận miền Tây Cần Thơ đó, thì tôi sẽ dành một cái thời gian một vài tuần để tôi trình bày về 40 cái đề mục chỉ định, hay gọi là cái thiền chỉ. Và cái việc này nó cũng cần thiết để cho các vị, để chúng ta học về các cái phần duyên, chúng ta biết rằng là trong các cái tính, các cái chi pháp, cái tâm nào nhận biết, cái tâm nào tại sao, trong trường hợp đó cái tâm thiền đó được không có kể được gọi là cái đối tượng nó không thuộc về thiện, vân vân. Chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị cuối năm cũng như là đầu năm mới có một gia đình luôn luôn an lạc. Chúng tôi dứt lại ở đây. Các chúc các vị an vui. Con kính tri ân sư vô cùng. Con kính tri ân sư. Con kính tri ân sư ạ. Chúng con kính tri ân sư. Kính tri ân sư ạ. À, dạ. Chúc sư sức khỏe ạ. Dạ dạ, dạ cảm ơn các vị. Chúng ta kết thúc ở đây. Chào các vị. Con kính tri ân sư.